Quế cố đô, tăng tốc hạ thiếu đang chưa chinh phục. Đúng rồi, tên phe nó phải thiếu đam rồi. Bài thì luôn. Top turret is under attack. Đi đi sân ngố đi. Mình cũng không cần. On my way. Mình cũng không cần view kiểu như vậy đó. Ui gì nói cái này nó mạnh. Trời, phát bắn thứ tư mà ông bắn kiểu như là cho có bây giờ. Chị Nguyễn, ông nào đưa rào án đấy, mặt cười lộn rùa. Hay bạn em. Ui. Hay cái này rồi, má cái này nó hay quá. Cái này đánh hay quá. Con chim non. Quế cố đô, trẻ anti hư lòng. Con nghĩ là một đánh thế đó, nó trâu vậy. Ok. Ok. Đây đó, rồi mấy câu rồi ta. Alan slain. On my way. Ô con chết nó luôn kìa. Ủa cái này. Ô con chết thành cái xấu luôn kìa. Phi phạm, làm cái đai lưng đi vũ. Ác chưa? Stay alert. Top turret is under attack. Ally slain. Vấn đề là thế này mà còn chơi nữa.
destination má, is không, clear. Mình không có tính trên đai lưng đâu anh em ạ. Đai lưng nó mắc quá. Tuần Anh Nguyên, Liên Thanh. Ui, rồi sao? Nguyễn Trung, đai như được biến ho mất từ anh. Ôi sống kìa. Nó có con Vega khó chịu quá. Ủa người Vega nó xanh vậy. Ally slain. The enemy team has slain the Rift Herald. Vega 813 luôn mày. Không 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 không. Double kill. Ally slain. Yesoi. À, người em của gió đánh thế này là đồng đội nào đỡ được. Tuần Anh Nguyên, tìm nó lắm củ cải lên than mới đánh được. Nguyễn Trung, em cảm giác con Darius nó đi nhanh hơn tướng khác ấy. Giờ búa gỗ ấy. Là búa gỗ nó có thêm tốc độ chuyển mà Trung. Chết chưa đủ cái gì á. Make no slain. Ally slain. Nguyễn Trung, sự hắn thử nguyên thì anh tư thế nào cũng không bao giờ chạy kịp. Làm giùm mấy trời. Ê móc mẹ mấy cái mông guốc của tôi thấy không? Tiêu vô, bạn tiêu vô là mày chết á. Nè, tao nè. Giỡn.
Chưa thấy danh thường luôn kìa anh, cứ thấy nó chiếu không bây giờ chạy kìa bà. Gì nghe thả nhẹ. Ok cậu ba ơi, anh đang chơi hai cậu ba. My destination is clear. They will regret a vote. Quá khỏe. Chết. Cái này nó tốt quá. Ủa như vậy lấy gì mà chơi nữa đúng không? Trần Phước Thảo, em còn đóng tướng chưa về nữa mà. Em còn đóng chiến, đây em còn đóng chiến chưa rửa nữa này, đạp đi em. Trời, một người mà đẳng cấp như cậu ba mà phải đi rửa chén à, đạp đi cậu ba. Nguyễn Trung, con này mạnh quá, em Trung có nên thử? Thử em Trung, thử, nên thử. Mấy giờ xô game này nó báo quá. Game này giờ xô nó báo quá. Thử em Trung à, nên thử. 100 mấy sao rồi. Uy tín chưa à? Giao án uy tín chưa à? Vô cùng uy tín. Chờ mấy ông còn giao án gì nữa không? Anh em còn giao án gì xịn sò nữa không? Cái đây là cái biến về đúng không? Một biến về. Ôi, 70 luôn à? Mắc vậy? Trần Phước Thảo, Zombie Jungle. Tôi tha đi cậu ba. Em bị phốt là đạn vụ hay gì ẩu về em Trung. Em Trung ẩu quá. Em tính thì cày tóp luôn hả? Cày tóp thì nó lại dễ mà nè. Thì do cái gì đó, cái cày tóp tướng là cái dễ nhất ấy. Yang, gì ẩu vậy? Ẩu, giáo án ẩu rồi mấy ba. Thôi, vừa phải thôi. Đưa giáo án nó chết người á anh em. Chơi con sói đi hả? Vô quýt hả? Ui, vô quýt tù lắm. Nguyễn Nhật, chơi con sói đi anh. Thôi đi top rồi mấy ông ạ. Không bắt tôi đi top rồi, đi rừng game ao trình quá. Đi rừng ao quá, nó bắt tôi đi top rồi. Son đi rừng ăn xong. Con red là rừng nó 67 hả? Đâu? Ăn nhanh mà, cậu ba nói gì vậy? Đầu nay trừng phạt được tăng đam mà ăn nhanh rồi cậu ba. Ra cậu ba không biết mang son đi rừng, cậu ba non quá cứt. Cũng là Garen nhưng mà không. Captain liền anh. Captain là gì? Captain là con gì? Captain Timo hả? Captain Timo à? Ẩu vậy ta? Ẩu quá, không? Ôi đổi lên chị ta đánh AD mê lên đầu chi vậy ta? Ăn hai gì, ăn lượt hai bãi như con mo à hả? Các cái nịt đấy ăn lượt hai bãi này nó đánh đi xin mà nó lên nó nằm chúa xuống dưới đít nó nằm không hiểu kiểu gì. Để em sắp ẩu người ta.
đánh gì vậy ta? Đánh gì mình sẽ bảo cơ con rồng để con rồng nó game này nó phải làm hết mới được. Chơi game kiểu bắt win đi. Cái mắt à? Đây. Vi phạm kêu. Ui, ẩu. Kêu đi top khác nào đưa lưng cho ta đánh đâu. Đây, chơi vị tướng bắt win thôi. Trên mình có anh tiêu ra lòng sang, trên mình không có skin ta. Nguyễn Trung, xem. Chơi game kiểu bắt win này. Đấy, mất à. Đi với nào ta? Đi với Zone à hay là Lucian? Ui, ủa con nhá. Đi với ủa con. Zone đi mid hả? Thái Nguyên, anh thử sẵn ngoài qua để xúc hoa lên á VK. Anh thủ sẽ quay ca để chốt hồi lên á, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Sen chiến hay sen tanh đây vũ? Tanh chứ, sen xanh, sen sơ mi chứ. Inbox fanpage lên được thách đấu không hả? Không. Không, inbox fanpage không lên được thách đấu. Phạm Phi Phúc, mua skin luôn anh. Rồi, mua skin làm gì có chơi nhiều đâu. Ôi, cũng mất chết mẹ, gặp trăm mi rồi. Chết mẹ tôi ổn giáo rồi. Chết mẹ tôi rồi. Thôi, ôm chậu anh em ơi. Ôm chậu. Trăm mi nó chém chết. Nguyễn Trung, không có skin chứ? Không có, điện nào mua. Em Trung tặng đi. Em Trung tặng đi, còn biết ngỡ em Trung tặng ngay xem vũ khí tối thượng đi. Game này không có không thua không có skin là đánh thua nó chết rồi. Bộ trăm mi ác lắm anh ạ. À? Nhiên, hay à, mà áp lực dày. Nó là hình như là top top lane số 1 hiện giờ ấy. Hello hứa Đức Trung nha. Rồi âm chậu. Mình chơi với cái chậu. Jamie có phải thành top 1 không? Jamie có phải thằng top 1 thách đấu giờ đúng rồi. Yasuo lớp phải không? Đúng rồi, nó là thành top 1 thách đấu trước đây á. Immediately. Rất tò mò mày á. Khó chịu chưa? Thái Nguyên, bãi căng thẳng đây. Khó chịu quá. So I go. Enforced equilibrium. Né này che ở đó mà. Làm gì tôi không làm gì tôi. Né này che. Nguyễn Trung, lộc nó cũng có account NGS trên người anh. Mặt cười chảy nước. Our wills align. À, dở phe này rồi. Yeah, cầm Garen là gõ cái đầu nó rồi. Nãy cầm Garen là chắc mày nói với mình. Nó khôn quá, mình bật kiếm khí rồi nó không đánh. À, chấp nhận thọt đi về trước đây. Má, nó tưởng rồi nó lao vô là nó xí mẹ với mình anh em. Thằng này cái não nó to, cái đầu nó to quá à. Đầu nó to hơn đầu mình. Nguyễn Tiến Đạt, thở oxy vãi luôn. À. Nó kiểu trên mà. Ồ, chết mẹ tôi luôn rồi. Nó kiểu trên tôi mà. Sai còn bị yên hành mà nó chi tôi anh em. Câu hai thằng như vậy rồi muốn nữa.
Nguyễn Tiến Đạt, kèo này mình phải cầm con vi đáng vào đầu. Câu nó lâu như vậy rồi, hai cái flash rồi, hết spell luôn rồi, muốn nữa. Chuyện xui rủi thôi. There is no dispute. Chết mày nha. Ừ hả, LG đang bỏ đi. Ôi. Cái gì vậy? Ơ. Gì vậy ta? Nguyễn Tiến Đạt, anh chơi vị trí mạng đáng còn nuôi ba cái chết. So I go. Allies slain. Enemy slain. Nguyễn Tiến Đạt, hút luôn ổ chứ. Mẹ, hai đứa này đã báo mình thiệt chứ. Slain. Enemy slain. Bottom turret is under attack. Nguyễn Trung, tăng áp lực cho anh Vũ là hay nè. Báo tù quá. Bottom turret is under attack. Sao cái mẹ đâu, thằng Ly nó xuống rồi kìa. Nguyễn Trung, áp lực tạo nên kim cương. Thấy kim cương đâu ấy nha. Understood. Lê Hòa Anh, hôm trước mới lấy một game của Jamie Vex Limit. Nói cho mình cũng win nó nhiều mà. Nó là ai nói vậy thôi chứ cũng win nó thôi anh em. Tread carefully. Mình nói cho vui vậy thôi chứ. Phan Bảo Ngọc, hello anh. Hello Bảo Ngọc nha. Enforced equilibrium. On my way. With balanced steps. On my way. Vô. Nè, giờ thằng Jammy nó tới là hết mày chiêu thiệt. Nguyễn Trung, kiểu là người có trình hàng top vô dưới sẽ bị anh võ mà đúng không? Kiểu là người có trình hàng top thôi chứ. Cũng bị đúng rồi, anh đầy ra. There is no dispute. Hello, hello hỏi anh nhé. Chết, chết, đồng chết. Đang ở thi đấu mà áp lực tạo nên kim cương nghe sao quá. Quét chán thành rồng. Tread carefully. First turret destroyed. With honor. Hãy chơi Garen đẩy trụ nhanh hơn. Thái Nhiên, áp lực tạo nên âm một sao. Bị ở đâu dưới này nữa vậy trời. Top turret is under attack. Bottom turret is under attack. Cái game khó vậy ta. Đêm qua xanh mà thằng cậu ba nó ban lắc của cá hả? Cậu ba ban lắc hả? Để ý lắm. Nó không để ý là... để ý cậu ba ban lắc. Tôi đâu hôm qua gặp mấy game lắc liền mà ta. Turret lost. Thái Nhiên, thằng Ly cũng hay nhớ game này khó cho anh giữ. Cất nó đi với một một của tôi nó ăn đâu, thằng Ly nó can thiệp thai mạng hết chứ.
Ly Gân Thiệp hai mạng với một mạng tôi chết ở rồng. Cam nghĩ là thì ngon hả? Đúng rồi, cam là tầm này thì được. Đầu game đi với nó thì được. Không, nãy cầm con Garen được, cái gì nãy cầm Garen bổ đầu rồi. Garen cân mọi kèo. Cái đủ má hai cái phù anh bộ hộp liền cả. There is no dispute. Ally slain. I find him. Top turret is under attack. Báo người ta. Phạm Dương, ngon. Enemy double kill. Báo. Ally slain. Ngon quá. So I go. Có tha vi phạm vì ai. Tread carefully. Ủa tôi món tiêu mà ta tiêu hồi nữa rồi. Press on. Tiêu hồi nhanh rồi. Má, nó khóc thì xì kìa. Enemy turret destroyed. Má, cái anh tiêu. Nguyễn Trinh, lên ông hồi lâu nữa thì hết xem anh à. Mất độc mệnh rồi, fan này nắm cá độc mệnh là đi hết nha. Nhờ tôi câu độc mệnh cho đó. Không nhờ tôi câu độc mệnh cho đó. With balance. On my way. On my way. Phan Bảo Ngọc, không xuống được hết. Enemy in rank. Đánh đi nào, tao có ăn tiêu mà, sao đi bay. Nguyễn Thịnh, chen nghi mạnh. Toàn hội đồng thôi, anh thua gì. Không thấy từ đâu.
turret is under attack. I find them unworthy. Thái Nguyên, bộ skill đó ngoài không thấy luôn ảo vậy. Anh đang đứng trong bụi, đâu phải con rồng đâu mà thấy em. Chỉ có con rồng nó mới từ lộ thôi. Còn chứ đứng trong bụi dùng skill rồi ngồi bụi cũng có thấy đâu. Tùy skill em à. Baron. Nguyễn Trung, rất tự con tin anh luôn. Tìm đánh thế này sao mà xem đánh được em? Anh nhìn tim như thế này làm sao mà Sen đánh được. Trời, con rồng còn lên giáp lửa nữa kìa. Gì vậy rồng? Trời ơi, mình biết cái này để cover nó cho nó vỗ mà nó lên giáp lửa nữa. Thọt còn lên tanh nữa. Hên gì cơ? Em được tìm gánh hả? Ê, em đánh con gì ấy? Danh ne chết không điểm dừng rồng lên đồ ảo ma thì chết. May quá tụi có khi trong em được tìm gánh. Má rồng giáp lửa hả trời, chi mà ác. Em về đây chung à? Ok mai. Này không phải rồng à? Cái này là con dung với con rồng cái gì? Cái này là dung. Không được rồng nữa. Ông có khi không được con dung nữa, chưa hóa dung được nữa. Nhìn ông chán đời thiệt chứ. Hứa Đức Trung, hết em với anh Vũ. Gửi đi em. Gửi hết bạn đi em ơi. Nguyễn Trung, rồng tăng thì anh phải lên đam rồi. Biết mà nó đánh con rồng nè, nó lên giáp lửa thì anh biết con khác anh đánh rồi, anh biết xe đâu, biết dây đi tớp rồi, cóc con đầu quỷ trăm mi rồi. Báo quá báo. Báo quên đi thôi. Em ép rồi. Ok em ơi. Ok nha. Em được. Ê. Con nha. Ủa tôi kết bạn với Trâm My lúc nào vậy ta? Ủa đâu phải Trâm My thiệt. Đâu phải Trâm My đâu, này là thằng nào ấy? Ủa phải không ta? Ở thằng này là Trâm My, này là thằng khác nữa. Cái lụ đã, ở đây mới là Trâm My Real nè. Còn thằng trong danh sách bạn bè tôi là Trâm My nào vậy?
tưởng nó tôi có kết bạn với Jimmy hồi nào đâu. Ông nào đổi tên gì trời, sao từ đầu rồng không nói vậy đi. Đúng rồi, sao từ đầu con rồng nó không nói vậy đi. Ông nào ảo tưởng được tên Jimmy vậy trời, ác thiệt chứ. Anh đánh rừng mà game vừa rồi của nó ship anh đi top em mà, chứ anh để rừng mà. Nguyễn Trung, em nói nhiều người khác mà Lộc nó cũng có một account tên Jamie. Em nói nhiều người khác mà Lộc nó cũng có một Lộc nào Minh Lộc ha, hay là Lộc Trần, Lộc Trần hay là Minh Lộc em Trung. Ảo thiệt chứ, phát gì kỳ vậy ta. Cái gì vậy ta? Rồi ta nè, con rồng này là mẫu con rồng lại cho Nguyễn nó xem Trung, nè. Matcha chứ mình lộc óp rồi mà anh. À biết đâu. Ồ matcha là thằng chùm ạ. Chắc là Minh Lộc giờ nha người gì? Người yêu kêu là bỏ game đi quá. Nè làm khó nè, ông vừa rồi đánh con rồng có xem like không, vô xem like tôi đánh con rồng cho xem nè. Tiệt, vừa rồi ông đánh con rồng, nhìn con rồng còn không được của hành con dung nữa, nó còn thua con dung của cậu ba nữa. Lê Hòa Anh, Kim Thiền Tử nè, khác Kim Roy gì xanh nữa, sao xanh hoài vậy ta, má hôm nào cũng xanh mình vậy ta. Sang tôi làm cái gì vậy trời, thiệt luôn. Đừng sang tôi nữa, anh em đừng sang tôi nữa. Lê Hòa Anh, đi đơn mà cây cây cây. Đơn à? Vô đây nè, vô đây đi ba nè, vô đây kéo nè, cho tôi bớt win đi trời. Trời à, anh em cho tôi bớt win đi, cứ lấy sao tôi biết là cái gì cũng biết nữa. Thay vì anh em lấy sao tôi thì anh em giúp tôi tăng sao đi, nó là uy tín hơn nhiều. Nay mình livestream đi bớt win là chính. Thôi sáng lại sáng chấm hỏi, thay vì mấy ông lấy sao của tôi thì mấy ông lấy mấy ông tăng sao cho tôi được không. Em chơi rồng hay lắm, một năm mà vàng cao nhất bản đồ thì ổn em Trung. Con rồng em thích nhưng mà tiền em nhiều nha, em tích nội tại vẫn được thì con rồng của em nó vẫn mạnh nhá. Chơi rồng đâu có nhìn vào cây đây được, chơi con rồng đâu có nhìn vào KDA được đâu. Đi cái team đấy trừ một á, team đỉnh vậy mà giỡn hoài. Team này ngon mà ra rồi trừ một được. Biết team là một chuyện, còn vô game nó của nó đi lên là một chuyện mà biết đâu ba lên đều win sao. Chơi rồng với Dana dễ là kèo à? Đúng rồi, con rồng tướng led mà con Dana nó cũng tướng led mà, hai con tướng led thì tất nhiên về led có khả năng lọt kèo rồi. Còn những con tướng kia là nó kiểu như là nó mạnh, có kiểu như nó mạnh tới giữa tầm Nguyễn đầu Trung, tầm giữa. Tôi qua rừng bạn đổi mạng lấy vàng thôi, vừa ra 3R là ăn lén. Láo thiệt chứ, anh Trung đánh rồng láo vậy. Anh Trung đánh rồng láo quầy chịu rồi. Minions have spawned. Đánh con rồng mà que rừng địch đổi mạng làm Trung ghê gớm đấy. Sao cứ tới giờ này là đói bụng vậy ta.
mất vừa mấy đá lại đó. Đúng chung, đi báo mà anh đánh tên nó mới sợ. À đi báo hả? À, tưởng nó đánh nghiêm túc. Chút là mười mấy đá lại ta. 14 đúng không? 14 hay 15 ta? Hay 16 ta? Mười bốn đúng không ta? 2 giờ ngày 4 hả ta? Đấy thấy chưa? Turret is under attack. Come get a glimpse into the battle. On my way. Tưởng đâu cây kít nó nhảy vô là nó đợi đi với tôi rồi đó. Ui. Không à. Một mớ chuối. Một mớ chuối luôn anh em. Còn chuối tay chuối te không à. Không thịt được ai á. Nguyễn Trung, ép em qua sai để anh lên xe cứu thương. Còn phải đó, anh em về đúng chưa? Phải đó, phải lát về đúng hay chưa? Được rồi, phải lát về vù mà. Nhưng mà không vù được. Đây này, mất phải lát này đúng không? Sai vậy, chuối nhiều mà dầu này bị nhức căng rồi. You have slain an enemy. On my way. On my way. Phe đó không có tốc bộ chạy, không có vừa đớp. Phe đó có vừa đớp là đủ tốc bộ chạy là bổ rồi á. Đây đó mình có với double mình bổ hết. They have faced nothing like me. Nguyễn Trung, Lux hết FL mất chói thì không có đứng được chỉ có đi thôi. Không, chỉ cần mất cái flash thôi em. Không có flash thôi, chỉ có không có flash thôi. À, anh mà còn với double là anh chơi được. On my way. Ừ, thích rồng, nó thích rồng, nó thích rồng. Nó không cho mình thích rồng. Ui, đám kiwi không được kìa. Ai, đám kiwi không được, đám kiwi là ăn rồng rồi. Tụi này nó dám khởi động rồng ta.
Má ăn bài đá nè, tích đủ rồng rồi, mình buồn nó ăn hả? Lát hết mà nè rồi, lát hết mà nè rồi. U lại không chết kìa. Đen người ta. Lê Hòa Anh chăm sóc khí quản vệ nhân thường. Tiền đường công tác đi mà. On my way. Đúng rồi, thằng ngựa hoa nó phải lát. Ôi ghê rớt. Nó có thằng này. Ê, nó đứng ở tiếng hó kìa, nó đứng ở tiếng hó kìa. Trời ông ơi, ơi ông ơi. Gì vậy mấy ông? Nguyễn Trung, quen tay nhân sư ha. Anh tay đấy. The quiet before battle. Phải là khe giết không sợ rồng mà phe đó team nó đang thấp thớ hơn mà dám khởi động rồng với em Trung. On my way. Ở đây này đấy này. Mày cút ơi. Dừng đợt trói. Enemy turret destroyed. They have faced nothing like me. On my way. On my way. On my way. On my way. I smell fear. Tiến Dũng, lâu rồi chưa gặp anh Du. Thôi thay à. Mấy này nó cứ rình rình người ta. Hết thằng này tới thằng khác. Attack this champion. Ừ, cái này máu ăn tiêu nha. Rồi nghỉ vờ nha. Slow. Slow.
on my way. À, giết thằng Soraka ấy, giết thằng kia làm gì? Thôi chết. Mẹ móc rồng kìa. Đánh thằng Soraka trước. Bắt thằng Atreus làm cái gì? Ơi ai sụp tay để xem hả? Làm khó vậy ta. Ally slain. Ay ya. Turret lost. Top turret is under attack. Thế là ác à. Giờ mới biết cái. Ngài. Sao không lên phép đi Phương, game này em lên phép đi trời, game không có đâm phép mà em lên phép đi. Game này em lên phép là ngon rồi. Tân tân làm gì vậy? Nguyễn Trung, ngài tới chơi bro. Giờ mới biết là ngài luôn quá trời. Ngày hôm nay ghé chơi nữa. Rồng đến nhà tôm nữa. Khó quá à. Turret lost. Inhibitor turret is under attack. Turret lost. Khó quá. Lê Hòa Anh, aha xin nha. Ok. Mấy con báo này. Mấy con báo này báo quá đi. Đánh thế là chết tôi rồi. Mấy con báo này đánh thế là chết tôi rồi nhá. Lê Hòa Anh, lại gặp rồi. Bờ ao bao sách báo, báo quá báo à. Rồng như vậy mà không vỗ được, không vỗ nổi. Chờ xui à. Làm lại à. They are nothing before me. Phạm Phi Phúc, nay đi thi sợ quen rồi à.
Sợ cơ win á, đâu sợ đâu. Ban giùm đồng đội mà. Con gà win mà sợ cái gì? Gà win gặp rồng, rồng rồng nó vỗ thở oxy chứ. Ui gặp Hunter kìa. Minions have spawned. Gặp Hunter nữa chứ. Kim thiền tử nữa chứ. Cái thằng Lan quay quay phong vừa rồi đánh này riêu kìa. Tiên người ta nhìn chiến người ta. Hồ tên nó quá hiểu con phiêu ra rồi. Nó quá hiểu con phiêu ra mà nó còn nắm tay dài nữa thì nó uống con phiêu ra khổ oxy luôn á. Katarina, anh ta đã không chịu được áp lực, anh ta đã nằm xuống đầu tiên. Chiến đầu thuộc về cho Fit. Cái solo kill. The middle turret is under attack. On my way. Bó ai cái thằng kia. Enemy slain. Double kill. Enemy slain. Ghê vậy. Oh. Ủa, đấm không đau nó luôn kìa. EQ mà không mất máu luôn kìa. Chứ không chết đâu Huyên. Ủa con cua chưa chết luôn kìa. Con cua 35 máu mà cái bùa đỏ rút không chết à. Bùa đỏ dởm gì ta. Ui bùa đỏ pha ke rồi. Nó đánh cái con rồi với thằng support nó đánh Soraka hai game chắc chịu ta. Lúc dưới này sao không làm được vlog à? Vlog gì vậy? Vlog là dễ gì làm anh. Top turret is under attack. Chịu hơn đó. Mà muốn làm là cũng muốn lắm á nè. Thăm một mình anh ơi. Middle
đâu. Cái giữa đầu mình lui tí được không? Trời ơi.